Anh em thân mến, mưa quá, ui dồi ôi, may còn mang theo cái ô này. Từ sáng giờ trải qua đủ thời tiết khác nhau anh em ạ. Mưa, nắng, gió và cá thì cũng được 6-7 con gì đấy rồi. Nhưng mà cá nó không to lắm. Địa hình thì rất là đẹp, tôi đang câu lùa ở trên Tây Bắc. Chui rúc trong rừng rồi đi những cái điểm như này rất là đẹp này. Giờ đang chờ tí nó thành mưa để phang tiếp. Tí nữa về nhà ta sẽ bỏ cá ra xem là xem được mấy con các bác nhá. Tôi cũng chả đếm được, sáng giờ câu. Đây, lần tiên đấy nhỉ? Cá đây, bỏ ra cái chậu ra kia mà đổ, không có nó bắn đấy, nhảy đấy. Lần đầu tiên này. Mưa quá nghỉ sớm thôi. Bỏ cái khăn ra. Đổ xem được mấy con, tạm cũng chả đếm. Ai à, nhiều phết nhỉ. Đổ. Hơn 7-8 con. Vãi luôn. 2, 4, 6, 6 này. 1, 2, 3, 4. 10 con. 10 con à. Cá nó không to lắm nhưng mà cũng khá anh em ạ. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con thôi. À 10 con, 10 con trong chậu 6. Trong chậu 6. Ngoài là 4. Thôi kết thúc một buổi câu lùa ở Điện Biên, rất là vui luôn. Tây Bắc luôn, 10 con cá.